Ôi trời ơi. Xin chào anh em đã quay trở lại với Maxskill. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề khá là hay ho liên quan tới những chiếc mini PC, mà đặc biệt là khoản độ chế để biến một chiếc điện thoại cục gạch trở thành một chiếc máy tính thực thụ. Nhân vật chính của video sẽ là một huyền thoại đến từ Nokia được ra mắt cách đây 14 năm, đó là mẫu Nokia 1680. Có lẽ chúng ta sẽ ôn lại một chút về thời điểm ra mắt của chiếc Nokia 1680 này. Về cơ bản, đây là một con điện thoại ngu được công ty giới thiệu tới công chúng vào năm 2008. Nó có tên gọi đầy đủ là Nokia 1680 Classic. Và đúng như cái tên gọi của nó, chiếc máy này sẽ hướng đến những người dùng cơ bản với các nhu cầu sử dụng cũng cực kỳ cơ bản. Dưới đây là các thông số kỹ thuật chính của chiếc Nokia 1680, bao gồm mạng GSM, GPS 2 băng tần, kích thước 108x46x15mm, nặng 73g, hỗ trợ mini SIM, bộ nhớ 11MB, lưu trữ 1000 số điện thoại, màn hình 1.8 inch 128x160px, 65.000 màu, nhắn tin SMS, MMS, email, camera VGA, trình duyệt ghép HTML, hệ điều hành Nokia Series 40, pin BL5CA 700mAh. Bên cạnh thị trường quốc tế thì Nokia 1680 cũng được phát hành tại Mỹ dưới sự bảo trợ của nhà mạng T-Mobile. Đây cũng là một trong những điện thoại bán chạy nhất năm 2008, với 35 triệu máy được bán ra chỉ riêng khu vực Bắc Mỹ và còn lớn hơn nhiều nữa khi xét trên thị trường thế giới. Lý giải chính cho sự thành công của Nokia 1680 chính là nhờ mức giá siêu rẻ của chiếc máy này, chỉ từ 50 euro hay loanh quanh 900.000 đồng đến 1 triệu đồng ở thời điểm ra mắt. Và bây giờ sẽ là vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Khá hay ho là sau hơn 14 năm, chiếc Nokia 1680 Classic đã lại được hồi sinh một lần nữa, nhưng trong một diện mạo tử tế hơn nhiều. Đó là phần hồn của chiếc máy tính thực thụ. Cụ thể, một hacker và đam mê phần cứng với biệt danh là Remu Not More gần đây đã biến Nokia 1680 thành một máy tính Linux chính thức kết hợp tính năng gọi điện. Anh chàng Remu Not More đã gọi dự án của mình là Nokia. Gọi là Nokia cũng bởi vì anh hacker này đã giữ lại toàn bộ vỏ thiết kế, bàn phím, nút chức năng của chiếc Nokia 1680 và thay đổi gần như hoàn toàn bộ đồ lòng ở trong máy để biến nó thành một chiếc máy tính thực thụ như đã đề cập. Việc thay đổi hết các chi tiết linh kiện bên trong sẽ bao gồm việc thiết kế lại một mainboard mới cho chiếc Nokia 1680. Remu Not More đã sử dụng một bộ bo mạch PCB mới có bộ xử lý đơn lõi 1GHz đi kèm bộ nhớ độ nâng cấp mạnh, tương tự với bảng mạch xử lý. Màn hình TFT 128x160px ban đầu của chiếc Nokia 1680 đã được thay thế bằng màn hình IPS LCD 2 inch, độ phân giải 240x320px. Màn hình mới này đã gặp phải một số vấn đề là kích thước lớn hơn so với màn hình 1.8 inch cũ. Vì vậy, anh chàng hacker của chúng ta đã gọt bớt một phần viền màn hình và dẫn đến độ phân giải được thay đổi thành 120x280px. Dưới đây sẽ là toàn bộ thành phần linh kiện của chiếc Nokia 1680 được nâng cấp, bao gồm cổng USB Type-C, camera 5MP, Way Share, OV5640, Autofocus, chip âm thanh Yamaha MA3, Micro MEMS, cạc mạng AMPAK, kết nối Wi-Fi AC và Bluetooth 4.0 LE, anten Semtech, SX126X LoRa, pin Nokia BL5C, màn hình 1.8 inch 220x280px IPS LCD, CPU Eigenix X100E 1GHz, RAM 64MB, ROM 32MB, chip flash NOR, chip NAND flash SLC 4GB. Một điều khá nho là việc chiếc Nokia 1680 này sau khi độ chế vẫn còn có thể sử dụng đầy đủ bàn phím số và các phím chức năng. Nó tương thích khá hoàn hảo với hệ điều hành Linux và nhờ các kết nối không dây được nâng cấp như là Wi-Fi hay Bluetooth thì chiếc Nokia có thể được sử dụng như một thiết bị liên lạc không dây hoặc bộ đàm kiểu như là gọi Zalo hay là chat video qua Zoom chẳng hạn. Tuy nhiên, có một điều con máy này chưa làm được là tính năng gọi điện thoại hoặc là sử dụng kết nối dữ liệu di động thì chưa làm được. Theo giải thích của tác giả thì không thể tìm thấy một module 4G LTE đủ nhỏ gọn để ghép vào bo mạch của máy, vì như thế sẽ phá vỡ thiết kế lớp vỏ của điện thoại, mà đây lại là điều mà anh chàng này không muốn. Bù lại, thiết bị vẫn sẽ xài được GPS để định vị khi cần thiết, nhưng tín hiệu hơi tập tịt và vì không có jack cắm tai nghe, bạn sẽ cần tai nghe không dây hoặc bộ chuyển đổi âm thanh USB Type-C sang 3.5mm để sử dụng tai nghe với chiếc Nokia này. Được biết, ở thời điểm hiện tại, anh chàng Remu Not More đã trình bày sơ đồ, các thành phần, danh sách linh kiện và quá trình thiết kế khá chi tiết tại các sự kiện dành riêng cho hacker, bao gồm Hackster và Hack A Day. Và điểm tốt là tác giả cũng có kế hoạch mở mã nguồn dự án này trong tương lai để các anh em lập trình viên tự tạo ra được một chiếc Nokia Live PC giống như vậy. Hoặc đơn giản hơn, các anh em có thể ủng hộ tác giả tại trang huy động vốn Crowdsupply để anh chàng lắp ráp hoàn chỉnh và bán cho anh em với giá rẻ bèo chẳng hạn.
Không biết là anh em nghĩ sao về chiếc máy rất là độc đáo này, hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.